Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2020, mình có gửi đến cho tất cả các bạn một cái video là hướng dẫn nhận 0.05 token TRA còn khoảng đô các bạn. Này nó có một cái sự kiện điểm form để phân phối token các bạn. Rồi để phân phối thì các bạn click phần link thứ nhất của mình, đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Token nha các bạn. Các bạn không cần KYC, còn bạn nào muốn KYC thì mình có để cái video cho tất cả các bạn đăng ký về KYC luôn các bạn. Tùy các bạn muốn KYC không KYC thì tiện các bạn. Sau khi các bạn đăng ký sàn La Token xong, các bạn click phần link thứ hai của mình, các bạn nhiệm vụ các bạn là điền form các bạn, send you. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Click link and vote Tedit nha các bạn nhấp vào cái sàn La Token chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến sàn La Token một chút xíu nha tất cả các bạn. Tuy nhiên thế này nè các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn tìm cho mình token TRA Network nè các bạn bấm nút vuốt nha các bạn. Rồi sau khi bấm nút vuốt chờ cho nó lâu chút xíu nha bạn. Đâu ta? Phút lại đi. Rồi, sau khi nó có cái dấu thiết là dấu gạch này nè ngang. Ê, đâu ta? Đầm vút tóc cần nào rồi? Ở tóc cần này chứ. Đây các bạn, sau khi vút nó có một cái dấu thiết phạm phạm các bạn. Một cái dấu thiết màu hình chấp thuận nha các bạn, hình xác minh đó bạn. Rồi các bạn chụp lại màn hình giúp mình nha các bạn. Rồi sau khi các bạn chụp màn hình xong, các bạn trở về một cái link form nha tất cả các bạn. Rồi nó dự án nó sàn La Token là một token TRA này có khoảng là 1.200 đô nha các bạn. Đây là một dự kiến của nó thôi, nhưng mà mình khi lít sàn mình không biết bao nhiêu các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn điền cái địa chỉ thông tin của bạn, cái Telegram, cái username các bạn, chatbot trên bot Telegram các bạn. Bạn điền là @ anh 1133 nè các bạn. Rồi cái dòng thứ hai là các bạn đăng ký một cái sàn mà các bạn đăng ký trên sàn La Token nha các bạn. Bạn nào có tài khoản rồi thì khỏi đăng ký lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào gỡ tệp. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến một cái trang tạo cho mình, các bạn chọn từ thiết bị nữa các bạn tải cho nó lên một bức ảnh nha các bạn. Rồi sau khi các bạn chọn từ thiết bị, các bạn bấm mục tải lên nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm nút gỡ thôi nha tất cả các bạn. Còn token nó sẽ phân phối về sàn La Token hay là một cái sở với Cholin hay TX gì đó, mình sẽ cập nhật sau cái video này, cập nhật video tiếp theo cho tất cả các bạn nha. Các bạn chỉ việc bấm gỡ là xong các bạn. Vậy video này kết thúc, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Happy.